Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Hướng Lao Động Hải Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette cũng hết sức là nhiều các bác quan tâm. Đó là con radio cassette đến từ tập đoàn Latinlife. Và điều đặc biệt là em này còn nguyên thùng các bác nhé, và còn cả phụ kiện luôn. Thì trước mắt các bác đây là con đài Latinlife. Em này có model là FWK43, một chúng em rất nhiều các bác săn tìm. Bởi vì con này của nó, thứ nhất là nó gọn gàng, tích hợp mọi tính năng, và điều đặc biệt là con này của nó auto reverse. Đấy là cái điều rất là đặc biệt trên sản phẩm này. Có equalizer, tất cả các cái sản phẩm nó có đi theo hết. Và con này vẫn còn nguyên, giữ nguyên là cái nguồn zin của nó các bác nhé. Đấy, nguồn zin của nó luôn. Đấy, còn nguyên thùng các bác nhé, nguyên thùng luôn. Thì em này là một trong những em cũng khá là đặc biệt. Thứ nhất là con này cũng có đường line in, tích hợp mọi tính năng hết các bác nhé. Đấy, tích hợp mọi tính năng hết luôn. Tôi sẽ quay xung quanh cơ bản, sau đó tôi sẽ test các chức năng để các bác thể y tinh. Con này là một trong những con rất nhiều các bác săn tìm, bởi vì là nó gọn gàng nhưng tiếng nó rất là hay. Tiếng nó rất là hay các bác nhé. Đây, tôi sẽ quay một cách rất là chi tiết để các bác thể y tinh. Đầu tiên là nói về cái phần mặt của nó. Con này là mặt nhôm phay các bác nhé. Phần mặt nhôm này nhôm phay. Đấy, tất cả cái phần này phải nhôm hết, nhưng còn rất đẹp, rất sáng các bác nhé. Đây là hệ thống equalizer của nó các bác nhé. Equalizer là tiền là auto reverse các bác nhé. Còn rất là đẹp luôn. Con này thì quá đẹp rồi, bởi vì nguyên thùng của nó cũng được rất đẹp. Đây, các bác nhìn tinh cái phần mặt, phần nhôm của nó đây. Đấy, như là sáng bóng luôn các bác nhé. Tất cả cái nút lã cũng rất đẹp. Rất đẹp luôn. Lạ lúc rất mới, rất đẹp. AV đây, đây là cái đường line in của nó các bác này. Đây là đường cắm 9V vào này, còn đây là đường ra các cái tai nghe hoặc mic vân vân. Và đây là phía sau của nó các bác nhé. Con này anten zin các bác nhé. Anten zin của nó luôn. Đây là mới con luôn. Đây, cái phía sau đó các bác này. Quay rất là chi tiết cận cảnh của các vị tinh. Em này thì có cái model nằm ở phía dưới đít. Đấy, tôi sẽ quay cho các bác nhìn cái tính model của nó. Nó lại ngược lại rồi, lát nữa tôi sẽ quay chiều kia. Và đây là cái số sơ di của sản phẩm đấy các bác này. Đấy, bao giờ các bác phải để ý tính cái số sơ di của sản phẩm. Bởi vì tôi muốn là các bác xem sản phẩm nào thì các bác lấy sản phẩm đó. Đây là số sơ di của nó các bác này. Đó, đây là số sơ di của nó các bác nhé. 8720 như cuối của nó. Con này dùng tới 6 quả pin các bác nhé. 6 quả pin, 7 quả tất cả các bác. Xin lỗi là 7 quả, trong nó có 1 quả pin chạy đồng hồ. Đấy, 6 quả pin CD. Em này thì còn nguyên hộp cho nên còn rất là mới. Tất cả các vị trí còn rất là mới luôn. Đấy, các bác để ý tinh rất là mới luôn nhé. Đây, tôi sẽ tiến hành test qua chức năng để các bác để ý tinh cái chất lượng sản phẩm của nó. Cái con này, cái phần đồng hồ của nó còn rất đẹp các bác nhé. Bởi vì con này còn rất là mới, đồng hồ rất là đẹp. Tôi sẽ test cái phần đồng hồ để các bác để ý tinh. Đầu tiên tôi xin phép được cắm nguồn trước. Con này còn nguồn zin các bác nhé, nguồn zin của nó. Tôi xin phép được chạy cái nguồn bên ngoài. Nguồn bên ngoài, tôi không muốn bóc cái dây đó ra. Tôi sẽ chạy cái nguồn bên ngoài. Và chạy trên một cái biến áp của Nhật. Biến áp này thì đặc biệt là hàng tồn kho các bác nhé. Nhật tồn kho. Đây. Cái biến áp này thì của nó là chạy nó ra 100V, ra 2, của nó là vào 220 và ra 100V. Con này được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Sản xuất Made in Japan, Nhật Bản. Đấy, 600W. Thì con này rất thích hợp với các bác sử dụng các cái dòng đài xịn, đài chất lượng. Đấy, các bác chỉ cắm vào đây thôi. Sau đây mình cắm vào đây. Đó, nó sẽ chạy luôn. Và đây là điện 220 các bác nhé. 220. Ok, sản phẩm đã được kết nối rồi. Tôi sẽ thử các cái tính năng cơ bản để các bác để ý tinh. Con này thì tiếng rất hay. Đây là tìm bài các bác này. Ok, vẫn tốt các bác nhé.
Đấy. Vớt lại các bác này. Để vớt lại đây này. Tháng thứ sáu đã mong chờ. Cái đèn nó đổi các bác nhìn kinh này. Con này tiếng thử lắm, tuyệt vời các bác ạ, tiếng quá hay luôn. Con này thì kể cả cái con 77 MK2 cũng chưa chắc nó có tuổi như con này luôn. Ok, các bác thấy hết băng, lặng băng tự động nhảy tốt luôn, rất là hay. Đấy, con này nó rất là hay như thế, nếu như băng nó bắt một lặng nó sẽ tự động nhảy tốt luôn. Gió thư đất mẹ mà đi. Ok, phần cassette con này rất ngon rồi. Cassette con này đã được kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Tua đi tua lại rất là tốt các bác nhé. Này, tua đi tua lại rất là tốt luôn. Mà bằng dù băng rất lặng. Đó, rất là tốt. Con này từ quá mới các bác nhé. Từ quá mới bởi con em này là em nguyên thùng mà. Cho nên giữ được quá là đẹp, quá là mới luôn. Tôi cũng không tiện tháo con này ra bởi vì con này nó mới quá, tôi không muốn tháo ra. Tôi chỉ xin phép được test các chức năng để cho các bác để ý kinh thôi. Đó là cái phần cassette các bác nhé. Tôi sẽ test thành phần radio đây. Radio đây. Cái này tôi sẽ phải thử cái phần AM các bác này. AM đây. Từ từ giúp hạn chế thất thoát của quán. Cái này thì cái hướng ở đây thì nó có thể hơi lệch các bác này. Tôi thấy phải sử dụng từ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ô, đây đó, đây chú coi cây lúa mà không lúa gạo chưa tới cậy. Đó đây là băng AM các bác nhé, băng AM bắt rất là tốt. Là từ bài tiếng quân ca của nhạc sĩ Văn Cao đấy. Bài thứ hai là. Ok, tôi sẽ thử sang cái phần FM các bác nhé. FM đó đây các bác gạt ở trên này. Đây các bác gạt sang mình. Đấy, gạt sang một lớp thôi. FM đây. Con này FM của nó full 108 luôn các bác nhé. Ngoài xét nghiệm kháng thể nhanh HAM RT-PCR, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cũng đã được phát. Sẽ tiếp tục được gửi xe miễn phí tại ga Cát Linh trong thời gian chờ cơ quan chức năng cấp phép cho bãi trông xe tại đây. Đây là thông tin mới nhất từ Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Theo kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, để chào đón năm mới, thành phố sẽ tổ chức đêm đại nhạc hội với chủ đề Kết nối để người sáng. Chương trình dự kiến sẽ được diễn ra từ lúc 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021 cho tới 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Biết cách công trình, tác giả, tác phẩm. Tiếng con này rất chất các bác nhé. Theo phương án 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng. Trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với. Nói nóng tại sao chị đang đi thư truyền thống văn hóa lịch sử của mỗi địa phương để thông qua cái làm thương hiệu này đấy thì cái hạt gạo của chúng ta được gắn thêm cái giá trị văn hóa truyền thống ở đây, và từ việc gắn vào giá trị văn hóa truyền thống ở đây thì nâng cao được cái giá trị của hạt gạo lên, và cái hạt gạo này được tham gia bán trực tiếp vào cái sàn giao dịch mà từ trước đến giờ gạo Thái Bình chưa làm được việc đó. Để báo cáo chỉ như vậy. Đấy, như vậy là cái đầu vào của chúng ta giảm nó xuống, chi phí đầu vào giảm xuống, đầu ra thì bán tăng lên và giúp cho người dân tham gia vào quá trình từ sản xuất đến chế biến và bán cái sản phẩm. Khoa học mới nguy cơ bị mỡ máu cao. Thực tế người nên người phân bổ vaccine đảm bảo an toàn. Trơn tru hơn bình thường đùa. Đây là một chuyến team building tự phát
Sau giờ làm chúng mình chơi park game, ăn thịt nướng hoặc ra bờ hồ Xuân Hương uống sữa đậu nành nóng, ngắm thành phố Đà Lạt bước vào thời gian giao mùa. Và có vài khoảnh khắc mình thầm cảm ơn sếp vì đã tuyển một đội hợp nhau cả trong công việc lẫn vui chơi. Các bác thấy không? Tiếng quá chất luôn. Con này tiếng thì cực chất luôn rồi. Auto thì vớt cả hai cửa luôn. Có equalizer. Equalizer của nó cũng rất là hay các bác nhé. Đầu tiên, mình nhận ra sự hài hước và tử tế của những người cộng sự. Quả thật là một chuyến du lịch rất tuyệt vời. Còn các bạn thì sao? Nghe câu chuyện của bạn Thiên An kể thấy rất là chắc chắn là rất nhiều người trong chúng ta đang ngồi ở bên đài radio sẽ phải thốt lên những cái câu cảm thán, bởi vì có rất là nhiều người muốn đi nhưng mà trong thời điểm điều kiện hiện tại công việc cũng không cho phép. Cái nữa là cũng vì để đảm bảo cho an toàn xã hội. Thật là may mắn. Ok, tôi sẽ test cho các bác cái phần line in của nó nhé. Line in là cắm bên cạnh các bác này. Đấy, phần line in ở bên cạnh này. Hợp với thư giãn nghỉ ngơi. Đây cũng là một cái gợi ý rất là hay cho những con này thì line in tiếng nó rất là chất các bác nhé. Line in các bác cắm vào đây. Rất nhiều đúng không nào? Nghe câu chuyện chiều nay thôi là đã thấy thèm, thèm và rất thèm. Khi mà quay trở lại với môi trường công sở thì Phương Linh cũng nhận được rất là nhiều feedback, đó là work from home mấy tháng trời rồi sau đó lại nhốt mình vào trong một cái khối hộp công sở, tự dưng thấy hổng quen và thấy thiếu cảm hứng quá nhiều. Cho nên chắc là chiều nay có rất nhiều người cũng đang tưởng tượng mong muốn là ôi ước gì mình vẫn tiếp tục được work from home và ước gì mình có thể làm việc ở trong cái không khí của Đà Lạt. Hoàn toàn đồng ý, lãng mạn, lạnh lạnh. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là thay đổi địa điểm làm việc mang tới cho mình quá trời cảm hứng ha. Nhưng mà trước khi bàn luận nhiều hơn về chủ đề này thì Phong Linh xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Tân Trần, Bỏ Em Vào Ba Lô. Chiều tăng ca, đoạn đường vẫn thế, sao hôm nay xa quá. Rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà, rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa. Mình sống giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp em ơi, mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi. Con này đồng hồ vẫn tốt các bác nhất này, tôi cho quả pin đồng hồ, phát là đồng hồ vẫn đẹp luôn này, đồng hồ quá mới luôn. Ok, tôi sẽ test cho các bác cái phần line in của nó này. Đây là in các bác kiểm. Bỏ em vào ba lô. Đây. Ở đây các bác sẽ sang lấy in. Vào đâu mà vào. Nở vòng tay sao bé nhỏ, nhiều khi mơ ước lên cao. Dấu che mặt sầu, môi hồng trăng điểm nụ cười. Gương xuân heo hắt khi chấp nhận là kẻ đến. Các bạn thấy không? Tiếng cực kỳ chất luôn. Con này là một trong những con có rất ưng ý. FVK43 là một trong những con ở trung tâm bán rất là nhiều. Thì đợt này là có con nguyên thùng nữa các nhé. Rồi ok, tôi đã test các cái chức năng của nó cơ bản rồi. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, các bác vui lòng liên hệ sớm đến trung tâm. Đây là một trong những con đáng để các bác sưu tầm. FVK43 Auto Reverse 2 cửa. Còn thùng xốp và nguyên full phụ kiện luôn, nguồn các thứ theo hết luôn. Thì bác nào mà quan tâm thì alo sớm nhé, bởi vì đây là một trong những con rất nhiều các bác thích và săn tìm. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong video tiếp theo nhé. Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác ạ.